Hello, xin chào tất cả các con học sinh lớp 3. Con học sinh lớp 3 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài bản nhân 6 trong sách giáo khoa toán lớp 3 cánh diều nha các con. Ta đi vào bài học. Mỗi tấm thẻ có 6 chấm tròn. Lần lượt lấy ra 1, 2, 3 tấm thẻ rồi nêu các phép nhân tương ứng. Một tấm thẻ có 6 chấm tròn mà ta lấy một tấm thẻ thì ta lấy 6 nhân 1 là bằng 6. Hai tấm thẻ 6 nhân 2 bằng 12. 6 nhân 2 cũng bằng 6 nhân cộng cho 6 bằng 12. 3 tấm thẻ thì 6 nhân 3 bằng 18. 6 nhân 3 bằng 6 cộng 6 cộng 6 bằng 18. Mỗi tấm thẻ có 6 chấm tròn, lần lượt lấy ra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm thẻ. Rồi nêu các phép nhân tương ứng. Như vậy 6 nhân 4 là bằng 24. Nhân 5 là 30. 6 nhân 6 36. 6 nhân 7 42. 6 nhân 8 48. 6 nhân 9 54. 6 nhân 10 là 60. Như vậy bảng của chương 6 đây các em, bảng nhân 6. Đây là bảng nhân 6. Bây giờ ta qua tính nhẩm. 6 nhân 2 bằng 12. 6 nhân 6 là bằng 36. 6 nhân 1 bằng 6. 6 nhân 7 là 42. 6 nhân 8 48. 6 nhân 5 là 30. 6 nhân 9 54. 6 nhân 10 60. 6 nhân 3 18. 3 nhân 6 18. 6 nhân 4 là 24. 4 nhân 6 24. Số 2. Số một hộp bánh thì có 6 cái 6 chiếc bánh. Như vậy hai hộp thì mình nhân lên, 2 nhân 6 12. 3 nhân 6 18. 4 nhân 6 4, 5 nhân 6 30. 6 nhân 6 36. 6 nhân 7 là 42. 6 nhân 8 48. 6 nhân 9 54. 6 nhân 10 60. Bài số 3. Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ. Mỗi một hộp bút là có 6 cây bút. Đây có hai hộp bút. Nhưng mà mình nhân lên thôi. 6 nhân 2 bằng 12. Mỗi bình này có 6 con cá mà có 3 bình. Như vậy 6 nhân 3 bằng 18. 4. Vẽ vào bảng con 3 nhóm, mỗi nhóm 6 chấm tròn. Nêu phép nhân để tìm tất cả các số chấm tròn đó. Bài số 5. Mỗi luống cô hoa trồng 6 cây. Hỏi 4 luống như thế có tất cả bao nhiêu cây? 4 luống như thế có tất cả là 6 nhân 4 bằng 24 cây. Đáp số 24 cây. Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân. Ví dụ một bạn học có 6. Một ghế ngồi có 6 người. Hỏi 5 ghế ngồi như vậy có bao nhiêu người?
Như vậy các em học sinh lớp 3 thân mến, bài học bản nhân 6 trong sách giáo khoa toán lớp 3 cánh diều. Đến đây là hết rồi nghe các em. Xin chào tạm biệt các con. Bye bye.